Xin chào quý anh chị các bạn, mời quý anh chị các bạn tham quan cái phòng trưng bày cổ vật tại huyện Hải Hậu, quê hương của mình. Hôm năm nay là ngày 20 tháng 9, hôm nay là ngày kỷ niệm Quốc Khánh, ngoài ra cũng là cái dịp mà 130 năm thành lập huyện. Trên là tổ chức các lễ hội văn hóa và triển lãm rất là đặc sắc. Thì hôm nay mình đang đứng tại cái tầng 1 của Bảo tàng huyện Hải Hậu, nơi trưng bày những cái cổ vật đặc sắc trong huyện. Thì mình sẽ quay lại một số hình ảnh các bộ sưu tập của các nhà sưu tầm cổ vật trong huyện, những cái cổ vật đặc sắc để gửi đến quý chị các bạn và quý chị các bạn theo dõi. Ở đây một ghế cổ này. Bộ ghế cẩm nu. Khi mình thấy phải đi những cái triển lãm như này mình thấy nhiều đồ đẹp quá. Nhìn như kiểu bằng sừng đúng không ạ? Cho đi. Nhưng không phải sừng. Cho là vì... Nên là... Phải nói chứ hơn đúng không ạ? Cáo ạ. Cho phải nói chứ hơn. Cho đi. Trọng Trung Hoa thế kỷ
19. Dạ, 800 triệu. Chăm chú ngắm trong thời gian tư dỗ tối buổi trưa.
đồ quý thành cái tủ này là phần trên nào ạ? Bác đến từ đâu ạ? Tôi mang đi. Là bác đến từ đây nào? Bác có tình cảm gì với hay học? Có giáo sư tiến sĩ gì đấy? Này nhưng mà chưa được. À, bác đi giới thiệu tên không phải để cho hai người là yêu thích của bạn biết rồi. Chỉ tên rồi. Tình sản. Tủ này nào mất. Một tỷ rưỡi một người này. Hai nhà mà. Đấy là hai phần trên thì mất à? Phần trên là những người bạn của bắt của. Dạ dạ vâng. Cảm giác là mình chui vào lỗ mắt. Trong thời gian xưa mà hai chúng tôi được đón những cái khách quý mà những cái thiện cảm tới với họ. Và đúng 4 giờ chiều nay, cô Tô Đại Học sẽ chương trình bế mạc chương trình triển lãm của chúng tôi với cả những vị đơn vị cổ vật và đến với chúng tôi. Và 4 giờ chiều nay sẽ đến với khu bảo tàng của Đại Học. Tỉnh rưỡi ra, nhìn đã vậy, hoa văn đục. Khảm. Phòng này là phòng dưới bảo tàng các bạn, trưng bày cổ vật này không? Toàn đồ gỗ khủng. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhá. Mình vừa gửi đến quý chị các bạn những hình ảnh về triển lãm cổ vật tại Hà Nội. Lúc này có điều kiện đến đây thì phải xem những cổ vật giá trị, mở mang tầm mắt, không phải lúc nào cũng thấy. Cả đến những gì triển lãm như này mới biết được rằng là có những món đồ nó đẹp như này. Quý vị thấy clip thú vị thì chia sẻ cho mọi người cùng xem, đăng ký kênh của mình để đón nhận những video tiếp theo, like ủng hộ mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.